Hello, it's me Tony Almighty. Xin chào mừng mọi người lại với channel review nước hoa của Hoàng Tuấn nha. Hiện tại đang là 3 giờ chiều ngày thứ 3. Và ngày hôm nay thì theo yêu cầu Tuấn sẽ review những cái chai thuộc cái line của Club de Nuit. Những cái chai còn lại mà Tuấn chưa có review bao giờ. Vì rất nhiều bạn yêu cầu. Năm ngoái thì hãng này đã ra thêm 4 chai mới trong cái line nước hoa Club de Nuit này. Thì nhắc đến Amap và Club de Nuit thì mọi người biết rất rành rồi, tại vì cái phiên bản clone xịn nhất của Creed Aventus là cái bản Club Limited được cải tiến liên tục từ năm này qua năm khác. Thì năm ngoái là 2022 thì họ lại tiếp tục họ ra 4 chai mới trong cái bộ nước hoa của Club de Nuit này. Đó là một chai là clone của năm 40, một chai clone của Bleu de Chanel, một chai là clone của Delina của Parfum de Mali ha. Rồi một chai là clone của Dior Sauvage mà có cái chữ Elixir, thì không biết là nó có liên quan gì tới cái chai Elixir mới của Dior hay không. Cho nên là ngày hôm nay thì sẵn có một số bạn yêu cầu và Tuấn cũng đã ôm cho đủ cái line này, thì mình sẽ review một lèo 4 chai này cộng thêm 2 chai của Club de Nuit mà mình chưa có review trước đây. Đó là chai Club de Nuit Women, Woman là chai nữ màu hồng nhạt, và chai Club de Nuit Intense Woman bản màu đen và tem vàng. Thì trước tiên thì bây giờ Tuấn sẽ tiến hành review cái phiên bản đang rất hot của nhà Club de Nuit này, phiên bản clone của năm 40, đó là chai Untold, những điều chưa nói, Untold những điều chưa nói ha. Thì cái chai này mình mua cái gốc, và thiết kế của nó thì cái hộp, kích thước đồ này kia thì cũng giống như những cái phiên bản Club de Nuit khác. Nhưng mà cái chai này thì được thiết kế với cái tông màu là trắng và đỏ, đỏ bóng hơn, đỏ nhũ cái kiểu vậy. Bây giờ mở ra cái những cái chai thuộc cái line Club de Nuit thì thiết kế mọi người thấy nó sẽ như nhau, và với một cái dung tích nó khá là khác lạ, đó là 105ml. Với cái dung tích này thì các bạn không có đem đi máy bay được, các bạn không đem đi máy bay cái dạng sách tay, các bạn ký gửi thì được, nhưng mà các bạn sách tay là không được ha, tại vì nó quá 100ml. Các hãng máy bay thì họ chỉ cho chúng ta đem những cái chai dung dịch dưới 100ml thôi. Thì những cái chai này thì nó trên 100ml thì không được, nếu mà người ta kiểm soát, người ta thấy trên 100ml là người ta bắt mình phải đem ký gửi hoặc là người ta tịch thu ha. Cho nên là những cái chai Club de Nuit thì các bạn không có đem đi máy bay theo dạng sách tay. Đây là cái thiết kế của chai Into clone của năm 40, và mọi người thấy là thiết kế nó khá là, đối với Tuấn thì Tuấn thấy nó hơi xến xúa, nhũ vàng, rồi thêm cái thân của nó là màu hồng hồng đỏ đỏ, và nó có cái ánh ánh xanh của cái chai này. Mới ngửi cái vòi thôi, Tuấn nghĩ là chai này Tuấn không cần xịt luôn, tại vì ngửi cái vòi thôi Tuấn thấy đây là một cái bản clone, nó rất là giống với lại năm 40 phiên bản EDP. Thực sự là cái bản năm 40 thì cá nhân mình nó lại hơi đi ngược với số đông, là mình lại thích bản EDP hơn là bản X-ray. Vì cái bản EDP á, nó chỉ là cái mùi đường trung tính, cái mùi ngọt trung tính, và có một chút hơi khét của năm 40 á. Còn cái bản X-ray của năm 40 thì nó lại đẩy lên một chút mùi hoa, và có đậm hơn cái mùi saffron, là cái mùi nhựa hơn người Tây, nó làm cho chai này nó bị phấn và bị ngọt hơn. Cho nên là cá nhân Tuấn thì Tuấn thích cái bản năm 40 bản EDP hơn là cái bản X-ray ha. Thì chai này á, thì khi Tuấn đem về cũng đã xịt thử rồi, thì thật sự là nó rất gần với lại bản EDP, và nó gần với lại cái phiên bản Al Haramain Rouge, là cái bản nó rất là gần với lại 540 EDP, chứ nó hoàn toàn nó không có thiên theo cái hướng clone của X-ray như là bản Violet Abnan, Violet Bouquet hình như là vậy. Thì cái chai này á, là một cái chai mà Tuấn cảm thấy Tuấn thích hơn trong những cái phiên bản clone trước đây mình có của năm 40, tại vì cái phiên bản này là clone của EDP, cộng thêm là nồng độ, quên không phải nồng độ, cái độ bám tỏa của cái chai này thì thật sự là nó trâu luôn á. Đó là lý do mà cái chai này là cái chai lâu nay nó cháy khi mà hãng nó sản xuất ra, và từ cuối năm ngoái cho tới bây giờ thì hàng nó hơi bị khan ha. Thì một cái phiên bản có thể nói là tới bây giờ là tiến hóa nhất về những cái bản clone của năm 40. Chai này thì đương nhiên tông mùi ngọt, và các bạn coi những cái clip Tuấn review năm 40 hay là những cái clone của năm 40 á, thì cái tông mùi này thì chúng ta tránh nóng. Rất nhiều bạn nữ sử dụng cái tông mùi này như là cái mùi signature scent á, nhưng mà thực sự là mùa hè, mùa nóng
Mùa hè và mùa nóng ở Sài Gòn và xịt cháo này là giết người nha. Nó sẽ tạo đến cái cảm giác ngọt. Xét về cái bản clone này thì Tuấn không nhận thấy cái nốt khét và kiểu như mùi sát trùng của 540 EDP nữa, có nghĩa là Tuấn nghĩ đây là một cái sự cải tiến. Trong cái bản clone này nó sẽ khắc phục cái điểm hạn chế của cái chai 540 là bị khét, bị tanh và bị hơi cháy cháy kiểu đường cháy của 540 EDP trên da một số bạn. Thì cái chai này Tuấn thấy cái mùi nó khá là mượt và nó khá là dễ dùng. Nó có một cái độ gì đó nó hơi có một chút ngọt hậu ở phía sau, cái kiểu cái hậu ngọt ở phía trong á, nó làm cho cái chai này nó có một cái độ, một cái chiều sâu khá là tốt. Và đây là một cái phiên bản clone mà Tuấn nghĩ là xứng đáng khi mà chúng ta trong giai đoạn mà 540 nó giá nó bị đẩy lên quá cao như hiện nay, cháy hàng, thì đây là một cái phiên bản thay thế rất là hợp lý. Cá nhân Tuấn so với những cái phiên bản khác thì Tuấn thích hơn cả Violet Afnan, tại vì nó sẽ không có gần với lại Extreme như Afnan. Nó giảm đi cái độ phấn, độ ngọt, độ béo của cái chai Extreme. Và Tuấn thích cái này hơn cả Al-Haramain Ruby hay là Rouge Edition, tại vì cái phiên bản của Al-Haramain đó thì Tuấn thấy cái mùi nó không có, cái độ tỏa nó không có mạnh và nó không có nhiều như cái chai này, nó không bằng. Về hiệu năng thì nó kém một chút. Còn chai này thì mình đã sử dụng qua và mình đã thử một vài lần đó, thì Tuấn thấy cái hiệu năng rất là tốt nha. Thì đây là một cái phiên bản mà tới bây giờ thì Tuấn đánh giá là phiên bản tốt nhất clone của 540, phiên bản EDP. Thì đó là cái chai Into ha, một chai cũng đang rất là hot rình rang trong giai đoạn này. Đây, cái phía trong cái hộp lùng đỏ luôn, một cái thiết kế khá là sến súa rình rang. Tông mùi này thì nếu mà nói là nữ hay không nữ hay nam á, thì thường thì các bạn nữ thích ngọt thì các bạn sẽ chọn cái mùi này. Nam tông mùi này hoàn toàn tôi nghĩ là unisex, các bạn nào thích cái mùi này thì chơi thôi và phải thử mùi trước khi mua, tại vì đây là một cái chai mà giống như mô tả ở những cái clip trước khi review 540, nó là cái mùi ngọt của kẹo đường, của kẹo bông. Và có một cái hậu hậu vị nó ngọt ở trong họng, cái kiểu mùi đặc thù của Long Diên Hương nó làm cho chúng ta có cái cảm giác như vậy ha. Rồi bây giờ qua chai tiếp theo, đó là cái chai của nữ. Chai này thì mình cũng mua gốc, đó là chai Imperial. Imperial này á, dịch ra có nghĩa là hoàng gia. Và cái chai này thì clone của Parfum de Mali Designer. Parfum de Mali Designer là một cái chai nước hoa của cái hãng này, cũng đã được clone rất nhiều hãng clone luôn. Giống như thằng Rasasi cũng có clone nè, rồi thằng Afnam cũng có clone với cái phiên bản là Violet Bouquet. Ủa không phải, cái gì Flower Bouquet cái gì đó, cái chai màu trắng mà lần trước mình đã review rồi. Thì không biết là cái phiên bản này như thế nào, tại vì cái chai của Parfum de Mali cũng có, Tuấn không có chơi chai nữ đó. Tuấn chỉ ngửi qua những cái bản clone này thôi. Thiết kế của nó lại là một cái kiểu nắp nhũ vàng, cái bộ này thấy nắp nó màu vàng, cái kiểu vàng vàng gold, vàng 24 á, nó hơi sến sến. Và cái chai này thì lại là cái màu trắng bong bóng, đây trắng bạc bạc bong bóng. Đây cũng là cái chai gốc mà mình mua lại để mình review cho mọi người ha. Ngửi qua một chút trên cái vòi thì cũng thấy đây là một cái chai nó rất là hoa và nó rất là phấn. Mùi rất là dễ chịu. Nếu mà xét với cái phiên bản Flower Bouquet của Afnan, cái chai Flower Bouquet là chai này nè. Chai này thì mình đem về mình tặng cho chị, nhưng mà bà chị hôm trước đi Mỹ thì bà bị quá ký, bà không có đem đi. Đây là cái chai này như Tuấn đã review rồi. Thì cái độ phấn trong cái Imperial này nó giảm hẳn nha. Cái mùi nó tạo nên một cái độ mọng hơn, nó có một cái độ mọng của trái cây, nó làm cho cái chai này nó chút xì và nó có cái độ mát. Nó không có bị phấn nhiều như là thằng Floral Bouquet này. Tuấn nghe được một cái nốt trái cây nó rất là mọng, nó kiểu nó mọng nước, nó juicy ở trong cái chai này. Và mùi hoa hồng khá là rõ nét, hoa và trái cây, nhưng mà nó blend rất là kiểu như cân bằng, nó không tạo nên cái cảm giác là trái cây nó mạnh hơn hay là hoa mạnh hơn gì cả. Nó rất là quyện với nhau. Cái mùi nghe rất là gần với lại nốt trái vải, một cái mùi rất là hay. Thì chai này chủ điểm Tuấn nghe ra ban đầu là
hoa hồng và trái vải. Cái kiểu mùi trái cây nó rất là thanh, nó rất là mọng và rất là juicy. Nó có một cái độ hơi xanh xanh ở trong cái chai này nữa, làm cho cái chai này nó có cái độ fresh và juicy, ít bớt cái phấn đi của những cái chai clone khác của thằng Delina. Cái hậu của nó rất là khá là sáng, nó làm cho chúng ta có cái cảm giác nó hơi soapy, nó hơi có một chút gì đó sạch sẽ, xà phòng. Tung tinh trong chai này có nốt sả hương trắng, nó làm cho cái chai này nó có một cái độ sáng và cái độ sạch sẽ gần gần giống như cái mùi soapy, tạo cảm giác soapy. Chai này cảm giác nha, so với cái cảm quan của Tuấn, cái chai Imperial này nó làm cho bớt đi cái độ bánh bèo của Afnan Flower Bouquet. Còn Delina thì mình chưa có ngửi cái chai gin để mình biết cái tông mùi của Delina như thế nào, nhưng mà nghe các bạn nữ xài và comeback lại, feedback lại phản hồi thì cũng nói là cái chai Delina nó có cái độ phấn. Thì trong cái chai này thì Tuấn cảm nhận cái độ phấn của chai này nó khá là ít, nó chỉ tạo nên cái cảm giác cái mùi hoa hồng nè, hơi chua chua, tươi tươi, và cái mùi trái cây rất là juicy, mà nổi bật trong cái chai này là mùi rất là gần với mùi trái vải. Và cuối cùng cái hậu của nó thì tạo một cái cảm giác thoáng và sạch của xạ hương, nó làm cho cái chai này nó có một cái cảm giác soapy một chút, khá là ok. Chai này thực sự nếu mà clone của Delina thì nó nữ thuần, nhưng mà cá nhân Tuấn thì Tuấn cảm thấy Tuấn cũng thích cái mùi này. Nếu xài thì trong cái dịp những cái ngày trời ấm ấm, đừng có nóng thôi, nhưng mà trời ấm ấm thì xài cái chai này được, ấm mát ha, cái kiểu mùa xuân và mùa thu xài cái chai Imperial này rất là tốt. Và đương nhiên rồi, 90% là nữ, nhưng mà nó giảm đi cái độ phấn khá là nhiều, cho nên Tuấn nghĩ là nó cũng thuộc về cái phạm trù là anh em nào thích kiểu hoa hồng và trái cây, trái vải thì chai này cũng là một cái chai cũng khá là hay. Hai chai trong cái bộ mới á, cái bên hông nó thiết kế khá là chỉnh chu nè mọi người, rồi nó có cái độ trơn trơn. Cái hộp này thiết kế khá là chỉnh chu nha. Bên hông những cái hoa văn của cái chai này á, nó trơn trơn, nó mờ mờ nữa. Chỉnh chu đó. Mới 2 chai trên 4 chai mới của Amap thôi mà cũng thấy hai con mùi này nó đã có những cái chiều hướng là nó vượt trội so với những cái bản clone khác ở hai cái chai này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua cái chai cũng đang hot hàng trong mùa hè, đó là chai Iconic. Chai này thì Tuấn mua full seal luôn, tại vì không có góc để mình ôm về thì thôi mình chấp nhận mình mua full seal để mình review cho mọi người ha. Chai này là clone của Bleu de Chanel. Bleu de Chanel mình không thích, thật sự Bleu de Chanel cái chai mình đã review rồi, mình không ưa tông mùi Bleu de Chanel, tại vì nó lên cái cảm giác của aromatic và cái sự cay nồng của gừng tạo cho mình cái cảm giác nó rất là giống, rất là lên cái kiểu mùi aromatic kiểu lavender hay lá xô này kia. Cũng không có ưa cái chai Bleu de Chanel, và cộng thêm cái mùi Bleu de Chanel thì nó làm cho mình có cái cảm giác nó bị già. Thì rất nhiều người fan của Bleu de Chanel không có Tuấn trong đó, thì cái này chỉ là cái gu riêng thôi. Thì cái chai này lại là phiên bản clone của Bleu de Chanel với cái thiết kế màu xanh và màu bạc. Nhìn cái màu xanh này thôi là cũng thấy cái chai này nó khá là thuần hè rồi ha. Mát mẻ đồ, cái kiểu xài cho ngày nóng. Thì bây giờ mình sẽ lôi ra mấy cái chai này á, review xong không có mục đích sưu tầm. Không phải là không có mục đích sưu tầm, nhưng mà Tuấn cũng không có phải là mình phải giữ để sưu tầm, cho nên các bạn nào nếu muốn mua lại thì Tuấn sẵn sàng Tuấn nhượng lại những cái chai này cho các bạn ha. Thiết kế của cái bộ mới này á rất là đẹp. Cái này mọi người thấy không, nó có những cái hoa văn như là mạng nhện á, nhìn như mạng nhện của Spider-Man gì đó. Và cái chai này là cái chai được sơn một cái lớp nhũ bạc màu xanh và cái nắp màu trắng. Nhìn cái này thì nó đỡ xến xúa hơn hai cái chai nãy. Mùi nam. Chai này clone của Bleu de Chanel thì là mùi nam rồi, nhưng mà clone của designer thì nó chỉ tiệm cận designer thôi. Citrus, một chút mùi cay cay của bạch hà và một cái mùi gừng ấm, có một cái độ the nhẹ, nhưng mà nó không tạo cái cảm giác bị sao ta,
Nếu mà nói cái cảm giác của Tuấn về Bleu de Chanel á, Tuấn thấy nó già, bị già và hơi tạo cái cảm giác gì đó nó khó chịu á. Thì cái chai này vẫn là cái clone của thằng Bleu de Chanel, mùi rất là giống với Bleu de Chanel, nhưng mà nó tiết chế đi cái độ hăng của aromatic trong cái chai này, nó làm cho cái chai này nó có cái độ dày hơn. Ở một cái hậu mà Tuấn có cảm giác nó tạo một chút cảm giác gỗ trong cái chai này một xíu thôi, vẫn là cái tông mùi mình không ưa, đây là cái tông mùi mình không ưa, nhưng mà cái hậu của chai này nó có một chút gì đó hơi gỗ gỗ và hơi có một chút gì đó bạc bạc của rêu sồi, nó làm cho cái chai này nó cứng cáp và nó sao ta, nó đỡ bị cái nốt aromatic cay nồng ở ban đầu như là chai Bleu de Chanel EDT mà Tuấn đã review ha. Thì làm cho mình đỡ ghét cái tông mùi này hơn một xíu thôi, chứ đây vẫn là cái tông mùi Tuấn không thích. Các bạn nào mà thích cái Bleu de Chanel thì đây là cái phiên bản mà Tuấn nghĩ là nó mượt mà hơn, nó đỡ gắt, đỡ cay, đỡ già. Và đương nhiên là cái giá của nó tốt hơn Bleu de Chanel, nó khoảng còn khoảng có 1/3, hay là nó đúng rồi, nó chỉ còn khoảng 1/3 giá của chai Bleu de Chanel thôi. Tông mùi của mùa hè mát mẻ, sảng khoái, dễ chịu, nam tính và có một cái gì đó năng động, đỡ già hơn Bleu de Chanel. Một mùi dành cho anh em sử dụng trong mùa hè. Tôi nghĩ là chai này thì nếu các bạn nào thích tông mùi Bleu de Chanel thì sẽ chấp nhận cái chai này, khá là khen, khá là ổn đó. Còn riêng Tuấn thì Tuấn không có thích cái tông mùi aromatic, cho nên là chai này thì mình không có đánh giá gì nhiều, mình chỉ mô tập mô phỏng lại cái cảm quan của mình. Mở màn ra là cái mùi citrus, thanh chua và cái độ cay của bạc hà, cái độ mát mẻ của bạc hà, và sau đó là một chút gì đó nó hơi ấm ấm và cái cay nồng của gừng. Cuối cùng là cái hậu của nó thì Tuấn nghe ra rõ cái hậu gỗ và một chút bằng bạc của rêu sồi trong chai này nhiều hơn chai Bleu de Chanel luôn. Amap clone thì mình không có chơi được rồi, thật sự Tuấn rất thiện cảm với nhà này khi mà họ làm clone, thì không có cái gì để phàn nàn cả, chỉ có là cái vấn đề các bạn không có chú trọng hoặc là không có kiểu mà mình kỳ thị là clone hay không clone. Thì Tuấn nghĩ là những cái phiên bản của Club De Nuit thì cũng xứng đáng cho chúng ta chơi cả. Rồi bây giờ chai tiếp theo là chai Urban Elixir, Urban Man. Chai này thì lần trước đây thì hãng có ra một phiên bản Urban Man, nhưng mà Tuấn có tìm hiểu sơ sơ thì nó lại không giống Dior mà nó lại giống với lại thằng Burberry, cái nơ Mr. Burberry. Thì Tuấn thấy cái Frantica nó chấm như vậy chứ Tuấn chưa có ngửi cái chai Urban. Thì năm 2022, năm ngoái thì họ lại ra cái phiên bản là Urban Man Elixir. Trong lúc đó thì hãng Dior cũng có ra cái chai là Dior Sauvage, à Dior Elixir luôn, Dior Sauvage Elixir, đúng rồi, Dior Sauvage Elixir. Cho nên cái hãng này nó ra cái phiên bản này thì cũng không biết là nó có gần với Elixir hay không. Elixir thì mình có rồi, mình cũng có khá là lâu rồi, nhưng mà chưa có review, tại thấy mùi nó cũng không có gì đặc biệt. Tại vì bây giờ thì cảm giác của Tuấn khi Tuấn cầm những cái chai designer Tuấn review, Tuấn không có còn cái cảm hứng nhiều á, cho nên để đó cũng chưa có review nữa. Nhưng mà cái chai này á, có xịt cái chai Elixir của Dior rồi, nhưng mà chai này thì mình đem về thì mình không biết là nó có giống với Elixir hay không. Đây là Urban Man Elixir năm 2022, thiết kế của nó cũng rằng ri cá cọp chút xíu, rằng ri màu đen màu xám, ok, nhìn khá là quân đội ha, màu đen, chai chắc cũng màu đen, hẳn nhiên là chai màu đen rồi. Ok, đây Urban Man Elixir, thiết kế và màu sắc nó rất là gần với lại Club De Nuit bản EDT, chỉ có ở trên cái tên là cái chữ, có chữ Urban Man màu bạc và cái chữ Elixir màu đỏ ở trên này thôi. Đâu cái vòi rồi. Mùi lại rất gần với Dior Sauvage nha.
rất gần với cái phiên bản, rất là gần với cái phiên bản AMAT Ventana nó đã ra và Tuấn đã review rồi. Nhưng mà cái chai Ventana thì nó lại gần với phiên bản đây, phiên bản Ventana của AMAT đây, là trước đây hãng nó đã ra cái tông mùi này ở cái phiên bản clone Ventana này rồi ha. Chai này rất là rẻ, dưới 1 triệu. Chai này thì Tuấn thấy nó rất là gần với Dior Sauvage EDP. Còn cái chai mới ra năm ngoái là cái chai Elixir này á, mới mở màn ra là một cái mùi của Dior Sauvage EDT, rất gần với EDT, tại vì nó đẩy lên một cái nốt tiêu khá là rõ nét. Cá nhân Tuấn thì lại thêm một lần nữa Tuấn nhắc với mọi người là Tuấn đi ngược lại số đông. Có nghĩa là các bạn khác khi mà chơi Dior Sauvage bản EDT, sau đó lên EDP rồi parfum á, thì lại thích những cái bản nâng cấp nồng độ hơn. Nhưng mà riêng Tuấn thì Tuấn lại chỉ trung thành và Tuấn thích cái bản EDT nhất. Mặc dù cái hiệu năng mùi nó kém hơn một chút so với những cái phiên bản EDP và parfum, nhưng mà cái mùi Dior Sauvage EDT nó luôn tạo cho Tuấn cái cảm giác nó nam tính hơn, vì nó đẩy lên cái nốt tiêu, nó có một cái độ cay và độ cứng ở cái chai Dior Sauvage EDT bước đầu. Cho nên là cái chai này thì Tuấn nghe nó rất là gần với lại cái phiên bản Dior Sauvage EDT, nhưng mà hơi có một cái khác biệt ở trong cái mùi. Khi mà Tuấn ngửi sâu, nó có một cái ngọt nền mà ngọt hơi dày dày, cái kiểu mùi nó hơi, nó thiên, nó có một chút mùi của thằng Elixir này. Elixir này là cái phiên bản của Dior Sauvage ở cái phiên bản là dành cho thời tiết ấm, mát và lạnh nhiều hơn, vì nó đẩy lên những cái mùi kiểu mùi hơi ngọt, cái kiểu cái tông mùi của những cái nốt gia vị như là tonka hay là nhục đậu khấu rồi này kia, và một chút gì đó ấm áp ngọt ngào của hồ phách. Đó là phiên bản Dior Sauvage Elixir, Tuấn chơi review, Tuấn sẽ review sau. Thì cái thằng này nó cũng có một cái nền, nó tạo cái cảm giác nó hơi ngọt ngào và nó hơi béo kem nhẹ trong cái chai Club Urban Man Elixir này. Mở màn thì là một cái mở màn rất gần với lại Dior Sauvage EDT và đẩy lên rất rõ mùi tiêu. Nhưng mà sau đó cái nền của nó thì nó dịu dàng hẳn luôn, khi mà nó bắt đầu nó đưa ra cái tông mùi nó hơi ngọt nhẹ thôi, hơi nền nền, ngọt ngọt, mộc mộc ở trong cái chai này. 4 chai mới này thực sự là mình khá là ngạc nhiên với cái trình của cái AMAT khi mà họ làm những cái bản clone này. Bắt đầu họ có những cái cải tiến và những cái tiến bộ trong cái việc làm mùi, có nghĩa là họ sẽ không còn đi theo cái concept là làm sao cho nó giống thiệt là giống, làm sao cho nó càng giống với cái phiên bản gốc càng tốt, mà nó có những cái sự cải tiến, nó có thêm vào một chút gì đó khác biệt một xíu thôi, mà khi các bạn vẫn là cái tông mùi đi theo cái tông mùi của cái chai gin như vậy đó, nhưng mà họ có thêm thắt một xíu gì đó, nó làm cho những cái chai này vừa khắc phục được những cái nhược điểm của những cái chai gin mà lại vừa tiếp cận được cái số đông với những cái nốt mùi nó dễ chịu, nó nhẹ nhàng và nó tạo một cái cảm giác là mượt mà hơn. Đó là cái cảm quan của Tuấn về 4 cái chai này. Hai chai của mình rút lại cái ý tưởng hồi nãy là pass lại mấy chai này, Tuấn sẽ giữ 4 chai nữa luôn, Tuấn không có pass đâu. Để sưu tầm và để cho các bạn lên thử mùi, để các bạn so sánh đối chiếu giữa những cái phiên bản nó đi clone và những cái bản clone này. 4 cái chai này của Club AMAP Club de Nuit thật sự là 4 cái phiên bản rất là giá trị, và Tuấn thấy là nó khá là chất lượng so với cái mức giá trên dưới 1 triệu chúng ta có thể mua được những cái chai này. Hiện tại cái lô này thì hai cái chai mà hay cháy nhất là chai Iconic là clone của Le Chanel và chai Antone clone của năm 40 á, nó rất là hay cháy hàng. Thì thật sự là 4 cái chai này khá là giá trị nha. Cái mùi của AMAT Ventana đâu đó Tuấn vẫn nghe một chút gì đó nó tạo cảm giác hơi hóa học, nó có một cái gì đó ở cái phương diện là nước hoa. Mình nghĩ tới cái chuyện là nước hoa, nó có cái nước hoa này tiền thì mình chấp nhận cái chuyện đó, nhưng mà cái chai Elixir này nó xóa đi cái cảm giác mà hơi synthetic, hơi hóa học trong cái chai Ventana trước đây. Tuấn thích chai này hơn Ventana luôn. Ventana mình cũng giữ lại, mình sưu tầm và để cho các bạn thử mùi.
chai này cải tiến hơn và có một xíu gì đó cái hậu của chai Elixir, Sauvage Elixir ha. Rất là ổn áp. Chai này thì Tuấn nghĩ là nó cũng sẽ phù hợp với lại cái thời tiết cuối hè đầu thu, trời ấm và trời mát nhẹ. Chứ xài trong cái dịp mùa hè để mà mát và sảng khoái như Dior Sauvage thì nó không có sảng khoái bằng, nhưng mà nó cũng có cái độ thanh, độ mát. Nhưng mà cái nền của cái chai này thì lại tạo nên một cái cảm giác nó hơi có một cái độ ngọt nền chút xíu, cho nên nó sẽ phù hợp vào thời tiết cuối hè và đầu thu hơn. Nếu mà chuẩn bốn chai này mà dành cho mùa hè thì chỉ có chai Iconic thôi, clone của Bleu de Chanel. Thì thật sự nó mát, nó mát thật, và nó giảm đi cái tông mùi mà Tuấn không ưa, đó là tông mùi aromatic. Nó giảm đi cái độ cay trong cái tông mùi này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi qua hai chai cũ, mà nhân đây thì mình review những chai còn lại của Club de Nuit thì Tuấn review luôn. Đó là chai Club de Nuit Women. Chai này thường thường sẽ nói là chai club nữ màu hồng, màu hồng nhạt. Tại vì cái chai này thì ra đời khá là lâu rồi và cũng rất nhiều chị em xài và đã khen cái em này khá là nhiều. Nhưng mà tới bây giờ thì Tuấn mới mua chai full để Tuấn sưu tầm và mai mốt cho mấy chị em nữ ngửi. Đây là phiên bản mà chị em đánh giá là clone của Coco Chanel, Coco Mademoiselle. Coco Mademoiselle, một cái kế khá là dễ thương ha, màu thủy tinh trong, trút màu hồng nhạt. Và cái chai này thì ra đời hình như mấy năm rồi chứ không phải là mới đây, như là thằng bốn thằng vừa rồi Tuấn review đây. Mùi rất là dễ thương. Mình cũng chưa có ngửi cái chai Coco Mademoiselle để đánh giá như thế nào, nhưng mà đây là một cái chai mùi rất dễ thương. Mùi rất là tươi, rất là fresh, rất là mát, không bị phấn, không hề bị phấn, không hề bị ngọt. Chủ điểm của cái chai này Tuấn ngửi ra một cái là một cái mùi trái cây tổng hợp, một cái mùi hơi chua nhẹ thôi chứ không có rõ ràng là citrus. Một chút gì đó nó tạo cái cảm giác giống như cái vị chua ngọt nhẹ của cam châm. Và cái mùi trái cây tổng hợp nó không rõ một cái trái cây gì, nghe ra một chút kiểu như mùi táo, một chút cái mùi mùi dâu, một chút cái mùi trái cây mọc mọc, cái kiểu như vậy. Và tạo cái cảm giác hoa trắng á, dễ chịu, rất dễ chịu. Lần đầu tiên mình ngửi chai này, nếu mà so với Imperial chai này cũng thấy dễ chịu hơn. Imperial nó đâu đó nó vẫn có cái độ ngọt, còn thằng này thì nó giống như là mỏng á, nó chút xì hơn nữa, nó mỏng hơn, nó ít hoa hơn, nó chỉ tạo cái cảm giác phân phất hoa trắng, rất là nhẹ nhàng và thanh thoát và cực kỳ dễ thương, cute kiểu như bánh bèo. Chai này tôi nghĩ là nó không giới hạn độ tuổi, các bạn nữ sinh viên học sinh xài được chai này rất tốt luôn. Các bạn nữ trong văn phòng xài chai này rất tốt. Và cái điều kiện thời tiết để xài chai này tôi nghĩ nó rất hợp lý cho cả ba mùa là xuân, hè, thu. Một cái chai tông mùi thơm, mát, dễ thương, cute và sử dụng tốt cho ngày nóng. Và văn phòng đồ này kia xài cái mùi này cũng nhẹ nhàng thanh lịch ha. Còn cái chai Coco Chanel Mademoiselle mình chưa ngửi để mình không biết, nhưng mà cái ám ảnh chung của Tuấn về Chanel nó là những cái tông mùi, tất cả các chai, đa số các chai nó bị già, nhưng mà chai này thì không hề tạo cho Tuấn cái cảm giác già gì cả. Mùi rất dễ thương, một xíu gì đó bây giờ nó lên cảm giác như là cái mùi nó hơi hơi có một chút hoa hồng xíu thôi, một cái độ chua nhẹ hơi thanh thanh. Nhưng mà túm lại đây là một cái chai trái cây tổng hợp, cái mùi trái cây tổng hợp trên cái nền hoa trắng. Chai này thì mình nghe các bạn mua về để tặng ghề hay là các bạn nữ xài thì đánh giá về hiệu năng mùi khá tốt.
AMAP và cái Line Club de Nuit thì không có chai nào hiệu năng kém cả. Thật sự là các bạn có thể tham khảo rất là nhiều nguồn tin ở Brandica hay là những cái review hay là những cái bạn mà đã xài rồi thì các bạn có thể yên tâm 100% về hiệu năng mùi mà năm chai vừa rồi Tuấn review. Không chỉ riêng năm chai hay 6 chai này Tuấn review đâu, mà cái điểm chung của Club de Nuit á là cái line này hiệu năng mùi rất tốt luôn. Chỉ trừ cái chai Club de Nuit For Men bản EDT thì cái hiệu năng nó tỏa rất mạnh nhưng mà nó bám thì trung bình. Còn lại tất cả những cái chai mà trước giờ Tuấn tiếp cận của AMAP ở cái line Club de Nuit này thì thật sự là hiệu năng rất 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 tốt, có thể nói là khá tốt cho đến trâu luôn. Thì bản Woman màu hồng nhạt này cũng là một cái phiên bản mà các chị em khen khá là nhiều. Tới giờ nó tạo cái cảm giác nó hơi men men nha, cái kiểu trái cây nó hơi men men, nó với chai này nó khá là hay. Mình không biết là cái chai Mademoiselle của Chanel nó như thế nào để mình so sánh đối chiếu, nhưng mà thực sự là cái phiên bản Woman này cá nhân Tuấn nó là cái gu của Tuấn rồi đó. Tại vì gu trái cây và hoa trắng thì thật sự là cái gu của mình. Xét về chai này với lại Imperial, Tuấn cảm nhận Tuấn thích cái chai này hơn cả Imperial. Imperial nó hơi có cái gì đó nó sao ta, kiểu Imperial là một cái người bánh bèo nhưng mà nó hơi kiêu kỳ á. Còn cái chai này thì nó rất là cute, dễ thương và gần gũi Woman. Rồi bây giờ cái chai cuối cùng của cái clip ngày hôm nay đó là chai Club de Nuit Intense Woman. Cái chai này là một cái chai ra đời cũng khá là lâu rồi, với cái thiết kế màu đen và chai cái nắp và cái đồng xu này màu vàng. Khác với lại cái phiên bản Club de Nuit Intense For Men á là cái nó màu đen, cái này màu đen. Còn cái này thì màu vàng là cho nữ. Thì chai này được đánh giá là một cái phiên bản clone của chai Noir de Noir, Tom Ford Noir de Noir ha. Chai này thì Tuấn đã xịt Tuấn đã mua khá lâu rồi và cũng xịt xong một vài lần rồi đắp chiếu nó luôn, tại vì cái tông mùi này cũng không ưa. Trầm và hồng căn bản vậy thôi, có một cái độ chua nhẹ và hơi thổ thổ của patchouli ở cái hậu. Nhưng mà xét về cái chai này á, mình đã từng ngửi qua Noir de Noir của Tom Ford, mùi của Tom Ford rất đậm và rất rối. Chai này nó cắt giảm được những cái sự rối rắm và phức tạp trong cái Noir de Noir, nó ở cái vị dễ tiếp cận hơn. Mùi thì đương nhiên nó không có những cái hương liệu đậm đà và có chiều sâu nhiều như Noir de Noir, nhưng mà các bạn nào bắt đầu nghĩ tới trầm hồng hoặc là bắt đầu tiếp cận qua cái những cái tông mùi khó như út á thì đây cũng là một cái bước đệm khá là tốt. Mùi trầm trong chai này nó gần như nó làm nền cho mùa hồng. Hoa hồng hơi khô, có một độ khô nhẹ và cái mùi trầm hương nó chỉ ở cái chừng mực, nó nhẹ nhàng thôi, nó làm nền, nó không có sọc lên một cách khó chịu và cáu kỉnh như những cái chai của Tom Ford. Và cuối cùng thì Tuấn nghe ra một cái mùi hơi thổ, hơi chua của cái kiểu hoắc hương, nhưng mà ở cái chừng mực. Đối với cái chai này thì Noir de Noir thì mình không có để mình review cho mọi người, mình đã ngửi sơ rồi. Chai này là theo cái kiểu mùi nó hơi giống như nó hơi đi theo cái thiên hướng của Portrait of Lady á, nhưng mà Portrait of Lady thì nó cực kỳ hăng gắt về cái nốt balsamic, cũng là trầm, cũng là hoa hồng, hoắc hương và cái mùi một chút mùi trầm làm nền, nhưng mà Portrait of Lady rất rất là khó chịu. Còn cái chai này thì ở cái chừng mực dễ chịu hơn. Thì đây là một cái phiên bản mà Tuấn nghĩ là cho các bạn nào tông mùi này thì Tuấn đánh giá là nó cũng thiên về nữ, nó khoảng 70% nữ, tại vì nó đẩy màu hồng lên. Còn mùi trầm và mùi patchouli thì nó cũng ở cái chừng mực là nó chấp nhận được, chịu được. Thì mùi này thì Tuấn đánh giá nó hơi lớn, các bạn trên 30, các chị nào mà kiểu hơi gọi là gì, quản lý chút, cái cấp quản lý chút xíu, xài cái mùi này thì nó ra vẻ chững chạc, sang trọng, hơi quý phái chút xíu ha. Và tông mùi này thì nó dễ tiếp cận cho những chị em nào mới bước đầu, anh chị em nào mới bước đầu dấn thân qua rosewood trầm hồng thì đây là một cái bước đệm khá là tốt. Độ tuổi thì trên 30, sử dụng hợp, nó Tuấn nghĩ nó chỉ thuộc về mùa thu mùa đông thôi. Không hợp cho những ngày hè, ngày nóng và trời ấm thì chai này trong môi trường văn phòng máy lạnh ok. Và cũng không nên xịt quá nhiều, tiết chế khoảng 3 xịt
4 xịt maximum, không nên xịt quá nhiều cái chai này. Một cái tông mùi mà Tuấn nghĩ là phiên phiến, không bằng thằng Mahir của Latafa. Mahir nó hay hơn, nó cá tính hơn, Mahir nó sang trọng hơn. Còn thằng này thì nó cái kiểu bình dân học vụ hơn về trầm hồng. Tuấn nghĩ là một cái bước đệm cho các bạn nào bắt đầu chơi trầm hồng, thì đây là một chai nhẹ nhàng, dễ chịu, có thể sử dụng được cho cái gu mùi này mà các bạn muốn mở rộng ra. Đồng thời mùi này thì thiên về nữ khoảng 70% nữ. Thời tiết mát lạnh, chai này là trong cái bộ 6 chai nãy giờ Tuấn review thì chai này là tiếp tục review xong và đắp chiếu tiếp. Mua lâu rồi, mở ra xịt một vài lần rồi và đắp chiếu nó lâu nay, nhưng ngày hôm nay mở ra khui chiếu nó ra và bây giờ đắp chiếu tiếp. Tại vì cái chai này Tuấn thấy nó không đủ độ sang, không đủ gọi là không đủ cái độ sáng trọng như thằng Latafa ngựa vàng, mà cũng không có đến cái mức độ là cá tính, hay là ở phương diện nhẹ nhàng thôi, trầm hồng một cách nhẹ nhàng, nhưng mà nó cũng hơi bị gọi là hơi bị già. Còn Tuấn nghĩ là cái chai này thì nó cải thiện cái độ rối và cái độ tối của Tom Ford Northern Noir khá nhiều đấy. Tom Ford là một cái hãng mà Tuấn cũng không thích lắm, tại vì đa phần họ blend những cái tông mùi tối á, nó hơi bị rối và nó kiểu nó khó chịu, nó cáu kỉnh nhiều lắm. Mình cũng không nhớ rõ cái trong mùi Noir de Noir Tom Ford thử cũng khá lâu rồi, nhưng mà nó không mang lại cho Tuấn một cái thiện cảm và ấn tượng gì quá tốt để mình lưu nhớ lâu hết á. Nhưng mà chai này thì Tuấn nghĩ là nó nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng hơn nhiều so với Tom Ford đó. Đương nhiên cái giá nó cũng rẻ, tầm trên 1 triệu cả này. Cái này thì cái mã này cũng ít về, cái mã này ít nổi. Hãng này thì còn một chai nữa là MySim hả? MySim 25 Stone cái gì quên rồi, chai màu vàng á, chai đó hình như là clone của thằng Creed My Sim One hay cái gì đó. Thì cả bản Creed đó và cái chai đó, Tuấn xịt ra thử cái bản của Creed luôn thì Tuấn không thích, cho nên tới bây giờ thì Tuấn cũng không có nhu cầu mua cái chai My Stone hay My Sim gì đó để về review. Chai màu vàng á, hình như là ngoài ra có thêm chai Siash mình đã review rồi, Club Siash rồi hết rồi đó. Là bộ club tới bây giờ nó chỉ có nhiêu đây thôi, các tất cả các chai cả mã nam lẫn mã nữ ha, nó tầm khoảng 6 7 8 9 9 9 chai, 9 tông mùi. Trong đó thì phiên bản Club de Nuit cho nam mà clone của Aventus nó có tới 2-3 phiên bản, 3-4 phiên bản khác nhau rồi. Thì tổng cộng cái line này nó có khoảng 12 chai ha. Rồi đó là tất cả những gì về cái line Club de Nuit review trả nợ cho mọi người. Túm lại thì trong 4 cái chai mới ra đời của Amap năm ngoái, 4 chai cũng đều đánh giá khá cao. Và ngày hôm nay thì có cơ hội trải nghiệm cái thằng Club de Nuit mình màu hồng nhạt, một chai khuyên dùng luôn, mùi hồng nhạt. Cá nhân cũng rất thích mùi này, thanh, mát, nhẹ nhàng, dễ chịu và hiệu năng tốt. 4 chai năm ngoái thì rất ổn, 2 chai nam đều ổn, chai 540 clone của 540 rất tốt theo cái concept mùi của EDP nhiều hơn và nó trung tính hơn, cắt giảm được cái độ khét, độ tanh của cái chai 540 EDP. Rồi thằng cuối cùng là cái thằng mà Tuấn ít thích nhất cho tới bây giờ luôn là thằng clone của Noir de Noir Tom Ford, mùi trầm hồng. Không mê lắm chai này, không mê lắm. Rồi xong rồi, đó là tất cả những gì về những chai mà của Club de Nuit của nhà Amap. Hẹn gặp lại một clip sau và đừng quên, cần thêm thông tin gì về order và review nước hoa thì hãy liên hệ với những contact Tuấn để ngay dưới đây, cũng như là ủng hộ mình bằng cách like, share nha. See you.